Tim David. Yo 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 yo, Nguyễn Hữu Phước, AKA San. Cuộc sống quá nhiều tranh đua và đôi lúc không ai còn nhớ được ai tên gì. Người hãy mày nhận làm bạn, mày có con mắt mà để trên mi. Đi thật xa mày sẽ nhận thấy không nơi nào có được những tình thân. Trước mặt thì tao là anh em tốt, khi quay lưng rồi thì trông ấy cắn. Đường tao đi tao biết nó dài nhưng không vì vậy mà tao thấy ngại. Sao mày biết khi mày chưa từng trải, chưa ăn ớt thì làm sao khai. Mày đừng nghĩ là sẽ hiểu thấu, sống đàng hoàng thì không sợ gì đâu. Tình anh em luôn chôn giấu, vậy mới là sống chết có nhau. Sống trên đời ai cũng vậy, cùng nhau sống cho qua ngày. Tao chắc điều tao làm không sai và tao chắc đã vượt qua mày. Anh em tao ở đây hơi khó, thằng chơi chó thì ra ngoài kia. Mà nếu như mày muốn chơi tới thì ly rượu đầy tao không ngại chia. Không ấp úng nó cho mày nghe, nếu đến sau đừng có cố mãi. Chỉ biết lặng lẽ nhìn người ta như là bài phía sau một cô gái. Còn tao chỉ là một hạt cát ở ngay giữa phố thị bon chen. Ai hiểu chuyện sẽ suy nghĩ khác, với tao rap tao không cần ai khen. Và tiếp đến sẽ là tụi mày, anh em mình học lớp 93. Xét tuyển hay là gì không biết, nhưng phải nhớ mày là trường Mỹ Hòa. Khổ đừng trách là do mẹ cha, mày còn chưa thể làm được gì. Không có họ thì làm sao có mày, mày nói lời cảm ơn đi. Và tiếp đến vẫn là tụi mày, anh em mình thăng lắm đó nha. Dù bình minh hay là hoàng hay hiếu, nhưng phải nhớ mày trường Mỹ Hòa. Nếu có buồn thì mày gọi tao, tao sẽ gáp cho mày nghe. Nước mắt kìa nó lăn trên má, mày muốn giấu nhưng mà không thể. Cuộc sống như một tờ giấy, và cuộc đời tao không giống mày. Lúc tao buồn tao không thể che đậy, và tao chắc là mày cũng đã thấy. Tao vẫn nhớ được tụi mày, nguyên lớp nhậu không một cách biện minh. Tao vẫn nhớ cái tiệm net, chia 5 năm ra mà đánh liên minh. Tiệm nên tao muốn nói với một người, cho dù là ở nơi phương xa. Đặt lại anh biệt hiệu đó đi, anh vẫn chờ dù mày đến phá xương. Ít ra là tao còn biết được, dù ra sao tao vẫn như vậy thôi. Cuộc sống tao nó vẫn tốt, chỉ mong mọi thứ đừng vội thay. Đêm này có lẽ tao không ngủ, cố gắng viết bài này cho đủ câu. Lớp học kia giờ không có chủ, nhưng tình nghĩa gì không hay cũ đâu. Anh em giờ mọi người mỗi hướng, đứa làm này thì đứa làm kia. Làm xe cuốc ở trên thành phố, hoặc là đi làm ở quán bia. Riêng tao thì tao vẫn vậy, chạy ba gác mà đi giao cát đá. Sống lai gai cho qua ngày tháng, rồi từ từ mọi chuyện cũng khác mà. Chỗ tao sống khác khu mày sống, không hàng nguội cũng không hàng nóng. Điều họ làm ở đây gắt giống, không có gì 2-3 ngàn mà nóng. Đêm nay bình minh mưa gắt lớn, nhưng trong lòng tao vẫn thấy nắng nôi. Có lẽ nào là người ta không muốn, vì tao không tốt trong những lời nói năng. Trong lúc bọn nó đang đi chơi, tao thì làm quán karaoke. Không dám nói dù thấy em ngồi kế, nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn chờ đợi. Và tiếp đến sẽ là tụi mày, anh em mình nhiều lúc có nhau. Rất muốn chơi dòng nhạc hip hop, nên trong việc rap này sẽ có tao. Ai đang nghe mà cảm thấy sướng, tao muốn cánh tay tụi mày giơ lên. Rap miền Tây tụi mình vẫn nhạc, dù nằm dưới map cũng thành ở trên. Và lại tiếp tục vẫn là tụi mày, anh em mình nhiều lúc có nhau. Rất muốn chơi dòng nhạc hip hop, nên trong việc rap này sẽ có tao. Ai đang nghe mà cảm thấy sướng, tao muốn cánh tay tụi mày giơ lên. Rap miền Tây tụi mình vẫn nhạc, dù nằm dưới map cũng thành ở trên.